Mình có bơm sẵn cho chị các bạn xem thôi. Nó có cánh ha. Chào anh chị và các bạn, hôm nay mình sẽ review cho anh chị xem thêm một số cái mẫu bóng phao nữa ha. Thì đây là cái mẫu gì anh chị biết không? Sản phẩm này là máy bay anh chị và các bạn, máy bay. Thì hôm trước mình cũng đã giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái sản phẩm rồi, đó là máy bay lớn ha, máy bay lớn. Một sản phẩm như thế này, một cục như này đóng gói là 12 cái nha anh chị và các bạn. Đó, mình lưu ý lúc nào cái video nào mình cũng bảo rằng là một cục nó 12 cái. Anh đã có hai màu ha, màu xanh và màu đỏ anh chị và các bạn, màu xanh và màu đỏ. Thì mình sẽ quay qua một quận cho anh chị các bạn xem cái sản phẩm này ha. Để mình coi, sản phẩm có kèn anh chị, kèn nằm đây nè, kèn nằm đây anh chị các bạn. Còi bơm thì nằm ở đây, còi bơm nằm đây anh chị các bạn. Đó. Để cho anh chị và các bạn dễ thấy, dễ cập nhật ha, thấy cái sản phẩm chi tiết luôn. Thì mình cảm thấy sản phẩm nào đẹp, vừa ý á, địa phương mình buôn bán được thì mình lấy mình buôn bán anh chị các bạn. Kích thước của sản phẩm này thì anh chị các bạn có thể cập nhật vào website của mình ha. Website của mình có để link ở dưới phần mô tả, anh chị xuống cái phần mô tả, anh chị thấy chữ link sản phẩm á, là anh chị bấm vào đó, rồi anh chị cập nhật cái trên website, trên nó có kích thước rồi, thì sản phẩm nào cảm thấy phù hợp thì anh chị lấy về bán thôi. Và cái màu xanh này nó cũng vậy nha anh chị các bạn, màu xanh này cũng vậy, mình không có bơm ha. Cái mẫu mã cũng y hệt vậy thôi, nó chỉ có hai màu, màu đỏ và màu xanh nước biển, một cục một màu là 12 cái. Cái sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu cho anh chị các bạn đó là cái con này. Đây là con vịt cánh xanh nha anh chị các bạn. Vịt cánh xanh, vịt cánh xanh thì nó có hai loại, loại lớn và loại nhỏ. Thì loại lớn mình cũng đã cập nhật trước cho anh chị các bạn xem rồi. Đây là loại nhỏ nha anh chị các bạn. Để phân biệt được loại lớn và loại nhỏ thì trong video và trong hình ảnh nó sẽ không thể hiện được cái nào lớn cái nào nhỏ, thì nó thể hiện qua sự kích thước. Anh chị vào cái website của mình cập nhật vào cái danh mục là bong bóng phao, anh chị xem kích thước của sản phẩm ha, thì trên đó nó có kích thước rồi, anh chị xem kích thước nào nhỏ là cái con vịt nó sẽ loại nhỏ ha. Ở đây mình có bơm sẵn nè. Một cục như gì thì nó cũng đóng gói là 12 con nha anh chị các bạn, 12 con luôn. Đây. Mình có bơm sẵn cho anh chị các bạn xem thôi. À, kèn nằm đây anh chị các bạn, kèn nằm ở cái cánh xanh bên đây ha. Cánh nó bên tay trái anh chị các bạn. Bên tay trái. Còi bơm nằm đây anh chị các bạn, còi bơm nằm đây ha. Đó là mình sẽ review cho anh chị xem có là mẫu con ếch. À, con ớt đó thì nó cũng có hai loại luôn anh chị các bạn, hai loại. Thì mình đã cập nhật một mẫu trước rồi, cái mẫu trước á thì anh chị vào website của mình là sẽ thấy được cái mẫu ớt kia. Con ớt kia á thì nó khác nhau ở điểm nào? Nó khác nhau là ở điểm có đèn và điểm không có đèn nha anh chị các bạn. Sản phẩm này cũng 12 cái trên một cục luôn, 12 cái. Đây nè anh chị các bạn, mình có bơm sẵn cho anh chị các bạn xem nè. Đó. Thì đây anh chị xem qua sơ qua đi. Để mình coi sản phẩm nó có kèn không ha. Sản phẩm này có kèn nha anh chị các bạn, kèn nằm ở đây, kèn nằm ở đây anh chị các bạn. Rồi, nó khác nhau là có đèn là sao? Có đèn là con ếch nó có đèn anh chị các bạn. Hai con mắt hai bên nè, hai con mắt hai bên nó có hai cục đèn anh chị các bạn. Đây hai cục đèn ha. Này là cái đèn bên trong nè, bên đây cũng vậy. Chúng ta đập lên là hai con mắt nó sẽ sáng sáng anh chị các bạn, sáng sáng. Thì ban đêm chúng ta chơi ban đêm á, con em chúng ta cầm. À, cái này có một dây, nó có sợi dây nè, sợi dây để chúng ta treo. Đây nó có sợi dây chúng ta treo anh chị các bạn, treo. Đó. Thì khi chúng ta đập là sáng sáng lên nè, thì con em chúng ta cầm này đi đi chơi nè, treo nhìn ban đêm nó cũng khá đẹp, đặc biệt là vào những mùa lễ trung thu anh chị các bạn, những mùa lễ trung thu hay là những cái lễ tiệc cúng đình cúng hội đò ở với thường thường ở địa phương nó sẽ có những cúng đình cúng hội á, thì nó rất phù hợp với chúng ta chơi cái sản phẩm này ha.